Mùng 1 ăn tiết canh. Bà chủ quán ơi, làm ơn cho tôi xin cốc nước chè xanh với. Của cậu đây, nhìn cậu thì có vẻ như không phải người ở đây. Vâng, bà tin thật đấy. Cháu người Đông Hoàng, cách đây mấy chục dặm cơ. Đang trên đường lên kinh thành có chút việc ạ. Ồ, anh bạn, anh cũng đang lên kinh à? Tôi đang tính lên đấy kiếm việc gì làm đây. Ở quê nghèo đói quá, thế anh lên kinh có việc gì? Ồ, anh cũng lên kinh sao? Tôi lên đấy tìm người nhà. Hay quá, vậy thì chúng ta làm bạn đồng hành cho vui. Tôi đang buồn vì phải đi một mình đây. Chúng ta thật là hữu duyên. Vậy anh em ta uống hết chén nước này, rồi cố đi thêm đoạn nữa. Tới khi nào trời tối hẳn thì tìm nhà trọ nghỉ qua đêm nhỉ? Được, người anh em. Nào, người anh em, chúng ta cạn hết chén đầy, mừng ngày hội ngộ nhé. Chà, họ mang lên đây nhiều món ngon thế, mai tính tiền không khéo các cổ chúng ta cũng nên. Người anh em đừng nghĩ ngợi gì, bữa này coi như tôi mời. Bạn bè với nhau, có đi đâu mà thiệt chứ. Nào, cạn nhé. Dạ, cả tiền bữa tối và tiền phòng của hai vị đêm qua, hết 2 lạng ạ. Anh đã mời tôi bữa tối, còn tiền phòng để tôi trả nhé. Cái túi tiền của mình đâu rồi? Thôi anh bạn, để tôi tiện thể trả cả luôn. Đường tới kinh thành còn dài, lần sau thì tới lượt anh cũng có sao. Chúng ta lên đường thôi. Cha này học phóng phết, có vẻ cũng sởi lởi, dễ tính đây. Đò ơi, đò ơi, cho tôi sang với. Đi thôi, đò tới rồi. Sao anh ta bỏ sỏi vào túi làm gì? Anh bạn, anh đã trả cho tôi cả tiền ăn, tiền trọ đêm qua rồi. Tiền đò với tiền ăn trưa nay, anh phải để tôi đấy nhé. Ồ, làm gì mà anh cứ phải so đo thế mà. Lúc nãy để tiền trong này, mà cứ lần mò ở người, thì làm sao thấy được chứ? Nó đây. Hả? Ôi ôi, tiền của tôi, bao nhiêu tiền của tôi, ôi. Trời ơi, anh bất cẩn quá, thế là mất sạch rồi. Mà sao nó chìm nhanh thế, nhanh chứ sao không, những 20 lạng bạc của tôi. Ông lái đò ơi, dừng lại, để tôi nhảy xuống mò tiền của tôi. Ấy chớ, nước sông sâu lắm, nhảy xuống chỉ có thiệt thân. Tiền mất rồi không tìm lại được nữa đâu. Trời ơi, thế này thì để tôi chết đi còn hơn. Thôi anh bạn, chớ làm liều, thế anh quên mất còn có tôi đây à. Mất rồi thì thôi, bạc nó chìm sâu như thế, anh mà có nhảy xuống thì cũng chẳng tìm được đâu, tôi biết mà. Thôi, anh đừng buồn nữa, ăn nhiều vào, tiền mất có tiếc thật, nhưng vẫn có thể kiếm lại được mà. Anh làm sao biết được nó là đá chứ? Có thằng khờ nào lại đem tung bạc như thế? Ôi, anh thật là một người bạn tốt, tôi quả là may mắn gặp được anh. Làm nốt một quả tối nay, khoáng sạch rồi chuồn. Thế là trúng lớn. Cha cha, kinh thành nhộn nhịp quá. Đã tới lúc ta hưởng thụ rồi. Chủ quán, mau tính tiền cho thiếu gia. Dạ, của thiếu gia hết tất cả 7 lạng bạc ạ. Hả? Sao lại thế này? Trời ơi, sao toàn đá thế này? À, tính ăn chặn của quán à? Anh không lừa được ta đâu, bài này cũ lắm rồi. Người đâu, mau gô cổ nó mang lên quan. Phen này cho mày nhừ tử. Ôi ôi, tha cho tôi, tại cái thằng thư sinh ấy, trông thế mà nó tin thật. Nó quái hơn tôi tưởng nhiều. Hả? Ôi ôi ôi. Phép nhân lòng tốt.
Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Cậu chắc là cậu muốn tăng ca tiếp chứ? Mình không sao. Thôi, tớ về đây. Chào cậu. Bye. Hiện tại, lực lượng chức năng với các xe cứu hỏa đã dập tắt đám cháy và cứu những người bị mắc kẹt trong tòa nhà thoát nạn. Những người lính cứu hỏa tuyệt vời. Trong lúc mọi người chạy đi, thì các anh lại lao mình vào đám cháy. Hết ca rồi, đóng cửa hàng thôi. Cho chúng tôi hai suất mì trộn. Dạ, các anh ngồi đi. Thật may là không có người nào thiệt mạng, và chúng ta cũng đã an toàn trở về. Đúng vậy, tòa nhà đó quá cũ, hệ thống báo cháy tê liệt, chúng ta đã làm hết sức có thể rồi. Tôi có xem tin tức về vụ cháy đó. Thành phố thật may mắn vì đã có những người lính cứu hỏa như các anh. Ồ, đó là công việc và trách nhiệm của chúng tôi thôi mà. Bất kể đó là nhiệm vụ, nhưng các anh đã rất dũng cảm và mạnh mẽ. Suất mì đặc biệt này tôi mời hai anh. Cảm ơn vì tất cả những gì các anh đã làm. Cô thật là một người tốt bụng. Có gì đâu ạ. Tôi là Tim. Tôi là Pao. Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi là Liz. Chúc hai anh ngon miệng. Thì thoảng nhớ ghé cửa hàng chúng tôi nha. Ồ, tất nhiên rồi. Nhất định chúng tôi sẽ thường xuyên tới. À, đúng rồi. Tôi phải chia sẻ điều tuyệt vời này mới được. Không hiểu sao hôm nay quán đông khách thế. Đông khách thì chúng ta càng được thêm tiền chứ sao. Cậu bê đĩa trứng này tới bàn 12 nhé. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc cậu sẽ đủ tiền mua xe lăn cho ba thôi. Ừ. Nè, cậu vào mạng xã hội chưa? Có tin hot lắm. Cái gì hot thế? Lúc nãy có một vị khách hỏi tớ có phải là Liz không? Rồi còn cho tớ xem status của một người. Trong đó có tên của cậu đó. Đâu? Đây nè. Điều ấm áp nhất cùng Liz tại quán Coffee and Fast Food. Hơn 7.000 lượt thích và rất nhiều chia sẻ. Cậu biết anh chàng này à? À, đúng rồi. Anh ấy chính là Pao, anh chàng cứu hỏa. Hôm trước anh ấy đến cùng một người nữa. Tớ có mời hai người đó bữa tối. À, vậy là tớ đã hiểu vì sao quán mình trở nên đông khách đến vậy. Cô Liz. Anh Pao, sao anh lại ở đây? Tôi đến thăm một người bạn bị tai nạn, nằm ở viện này. Xin lỗi, đây là ba tôi. Chào bác. Ba tôi bị bại liệt, ảnh hưởng đến cả việc nói chuyện và giao tiếp. Hầu hết quãng thời gian này, ông phải nằm viện để các bác sĩ tiện theo dõi. Ba à, nhờ anh Pao đây mà con đã sớm có đủ tiền để đóng viện phí và mua cho ba chiếc xe lăn này đó. Ồ không, chính xác là nhờ cô đấy chứ. Nhờ hai bát mì trộn mà cô đã mời chúng tôi trong đêm làm việc vất vả đó. À, anh Pao, có điều này tôi muốn hỏi ý kiến của anh. Tôi định kêu gọi cộng đồng tham gia dự án gây quỹ hỗ trợ những người bị bại liệt. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi ủng hộ cô. Chắc chắn là chúng tôi sẽ chia sẻ và kêu gọi cùng cô trong chiến dịch này. Thật tuyệt vời. Cảm ơn anh. Vậy tôi sẽ bắt tay vào làm ngay. Hy vọng chúng ta sẽ thành công, Pao ạ. Phim dựa trên câu chuyện có thật ở Mỹ. Câu nói tích cực. Cậu kia, đi đâu mà như ăn cướp vậy? Bác, cầm gì mà lắm đồ thế này? Lại còn đẩy xe cát to nữa. Cậu quay lại nhìn phía sau lưng mà coi. Cậu làm ăn cẩu thả như thế này thì vừa phí phạm nguyên liệu, vừa tốn công sức. Đúng là đồ nhóc con, hùng hục mà cẩu thả. Ôi trời ơi, lão Bao lại tức giận nữa kìa. Từ sáng đến giờ, lão ấy nổi khùng vài lần rồi đấy. Người đâu mà khó chịu cọc cằn.
Sao lão không im lặng mà làm việc của lão? Mọi người ai cũng mệt mỏi vì công việc rồi, mà phải nghe thêm những lời cáo gắt của lão thì làm sao chịu nổi. Mà những người trẻ tuổi mới vào làm là lão ấy mắng ghê lắm. Ai bỏ quên thùng sơn ở đây thế này? May quá, thùng sơn ở đây rồi. Này cậu, làm ăn tắc trách thế hả? Alex. Ôi, bác đốc công trưởng. Cháu mới quản lý các nhóm thợ một thời gian, cháu thấy họ thế nào? Mọi việc ổn cả chứ? Dạ, rất ổn bác à. Cháu thấy các công nhân trẻ đều rất hăng hái làm việc, họ rất hòa đồng với nhau và nghe lời cấp trên. Chỉ có... Chỉ có gì? Chỉ có một người rất kỳ quặc, luôn làm những công nhân khác khó chịu, dè chừng. Ông Pao bác ạ. Ông ấy là người rất tốt và tình cảm, lại rất cẩn thận và có trách nhiệm với công việc nữa. Nếu bỏ cái tính nóng nảy đi thì ông ấy xứng đáng được yêu mến và tôn trọng nhất công trường này. Ông Pao là một công nhân luôn đến đúng giờ và về rất muộn. Những công việc ông ấy làm luôn đạt năng suất và hiệu quả tốt. Bác rất tin tưởng ông ấy. Thật vậy ư? Đâu rồi nhỉ? Trời ạ, quên mất đồ ăn trưa rồi. Cùng ăn nhé. Cháu cảm ơn bác. Bác thật tốt bụng. Tốt bụng ư? Ở công trường, mọi người luôn nói tôi xấu tính, dị hợm mà. Cũng không hẳn vậy đâu bác. Bác có biết đốc công trưởng nói về bác thế nào không? Ông ấy là người rất tốt và tình cảm, lại rất cẩn thận và có trách nhiệm với công việc nữa. Nếu bỏ cái tính nóng nảy đi thì ông ấy xứng đáng được yêu mến và tôn trọng nhất công trường này. Ông Pao là một công nhân luôn đến đúng giờ và về rất muộn. Những công việc ông ấy làm luôn đạt năng suất và hiệu quả tốt. Bác rất tin tưởng ông ấy. Ông ấy đã nói thế về tôi sao? Vâng ạ, bác đốc công trưởng rất tin tưởng và yêu mến bác. Cháu cũng mong bác sẽ là người đóng góp thúc đẩy công việc tiến triển. Vậy sao? Chúc một ngày làm việc tốt lành, hai chàng trai. Dạ vâng, chúc một ngày tốt lành, ông Pao. Cẩn thận kìa cậu John. Cảm ơn bác. Cuối cùng con đập cũng hoàn thành rồi bác ạ. Đó là nhờ công sức của cháu và của tất cả mọi người ở đây. Con đập cũng hoàn thành rồi, có phần rất nhiều của bác đấy, thưa bác phó đốc công. Tôi được trở thành phó đốc công cũng là nhờ cậu đấy, Alex. Từ hôm được nghe những lời khen ngợi của đốc công trưởng dành cho tôi, tâm trạng tôi vô cùng vui vẻ. Tôi cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp và không còn cảm thấy bực tức với mọi người xung quanh nữa. Vì vậy, ông đốc công trưởng đã cân nhắc tôi lên vị trí này. Cháu cũng không ngờ rằng những câu nói ấy lại có sức mạnh lớn lao đến vậy. Biển báo mê đua xe. Bạn hót hay quá. Đúng vậy, nghe tiếng chim hót trong lúc ngắm sao thật là dễ chịu. Đúng không rẽ phải? Rẽ phải. Vâng, và chiếc số 11 đã bứt phá ngay tại góc cua số 2 để vươn lên tạm thời dẫn đầu. Rẽ phải ham mê xem đua xe quá. Thôi, kệ cậu ấy đi. Dù sao giờ cũng là giờ nghỉ, mỗi người một cách giải trí riêng. Số 12 đang vượt lên ngay tại khúc cua số 3. Bực quá, không nhìn thấy gì hết. Số 15 đang bám đuổi quyết liệt với số 12, trong khi chúng ta đang chuẩn bị tới một đoạn cua đầy thử thách. À, có cách rồi. Đoạn đua thử thách nhất của ngày đua hôm nay đang ở trước mắt chúng ta.
cậu làm gì đó? Sao cậu tự đổ thành rẽ trái? Rẽ phải, cậu quay lại ngay. Xe buýt kia rẽ trái sẽ tắt đường mất. Cậu thật là vô tổ chức. Tại sao trong giờ làm việc cậu lại tự ý làm theo sở thích cá nhân thế? Cậu biết mình có thể gây hại thế nào không? Có sao đâu, chẳng phải cuối cùng mình vẫn kịp à? Thật là làm phức tạp hóa mọi chuyện. Hy vọng cậu rút kinh nghiệm và đừng để chuyện này xảy ra nữa. Làm thế nào đây? Thông thường thì không giờ mình mới được nghỉ việc. Nhưng lúc 20 giờ chỉ còn vài xe đi qua đường này thôi. Mình nhớ rõ từng người rẽ phải, những khách quen của mình. Chắc mình bận xem đua xe tí, người ta vẫn tự đi được thôi. Kia thế rẽ phải, mau xuống đây. Ở đây chả xe nào ngán tầm mắt mình, xem đã quá. Phải làm sao bây giờ? Rẽ phải mau xuống đi. Các cậu yên nào, vượt lên đi, vượt lên đi. Ôi được rồi, giỏi lắm. Quả là một đêm hỗn loạn. Tớ thì đã mắc vì trận đua xe tuyệt quá. À! Phải thay ngay cái biển quái gở này. Ừ, không thay thì loạn à. Đêm qua mãi 3 giờ sáng vợ tôi mới về đến nhà vì tắc đường đấy. Vứt nó vào thùng rác thôi. Ôi, chỉ vì mình quá ham mê mà quên mất trách nhiệm. Quá muộn rồi. Đứa con nuôi của cà rốt. Hôm qua vừa mưa xong, chắc chắn khu vườn sẽ có rất nhiều nấm mới đây. Phải đi hái một ít mới được. Ôi, phải thật tinh ý mới nhìn ra chiếc nấm này. Một quả trứng tí hon. Không biết con của ai nhỉ? Mà sao lại để ở đây? Thật là nguy hiểm quá. Nếu có ai lấy mất đi thì sao? Không thể để nó ở đây được. Mình phải mang về nhà. Sau này xem có ai đến nhận không. Em làm gì mà lén lén lút lút thế cà rốt? Em có làm gì đâu. Em vừa đi hái nấm về. Đi cả buổi sáng mà hái được có một cây thế kia. Em lại ham chơi chứ gì. May quá, suýt chút nữa thì bị phát hiện rồi. Nếu biết mình mang quả trứng về, thế nào các anh chị cũng mắng mình tội bao đồng cho coi. Nhanh lớn nhé, rồi còn đi tìm đại gia đình nữa. Nó nhỏ quá, mình cũng chẳng biết là con của ai nữa. Bé, 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 bé. Ta không phải là ba của cậu bé đâu. Ta là cà rốt. Chỉ tình cờ gặp cậu bé ở thảm lá mục dưới gốc cây cổ thụ trong vườn. Bé, bé, bé là cà rốt. Con cũng là cà rốt. Thôi thì cứ nhận cậu bé này là con nuôi cũng được. Dù gì mình cũng có công ấp trứng mà. Đợi nó lớn rồi, mình sẽ đưa nó đi tìm lại gia đình. Con đói, con đói. Hi hi hi.
Cà rốt đâu rồi? Mọi hôm em ấy phải ra đầu tiên cơ mà. Phải rồi, dạo này cà rốt làm sao mà cứ ở lì trong phòng suốt thôi. Chúng ta vào gọi em ấy ra chơi cùng đi. Đi nào. Nhìn này, giờ hai cha con ta giống hệt nhau nhé. Em làm cái gì vậy cà rốt? Ai cho em nuôi ốc sên trong nhà? Ốc sên ư? Trời ơi, kia chẳng phải là một con ốc sên con sao? Từ bao đời nay ốc sên là kẻ thù của chúng ta. Giờ nó là con ốc sên nhỏ không gây nguy hiểm gì, nhưng mà khi lớn lên nó sẽ phá nát cả khu vườn này. Không phải, con là cà rốt chứ không phải là ốc sên. Nói nghe buồn cười chưa? Ngươi không phải là cà rốt, ngươi là ốc sên. Nếu em còn giữ nó lại, chị sẽ đi mách bác Bí Đỏ, và chắc chắn em sẽ bị phạt rất nặng đấy. Không phải, đây là con nuôi của em. Dù nó là ốc sên, nhưng nó cũng sẽ không phá hoại khu vườn. Em xin mọi người đừng đuổi nó đi mà. Em thật là ngu ngốc cà rốt à. Nếu khu vườn này bị làm sao thì trách nhiệm của em có gánh được không? Mau để nó đi, không anh sẽ gọi bác gà đến xử lý nó đi đấy. Con là cà rốt phải không ba? Ừ, đừng sợ. Dù con là ai đi nữa, chúng ta vẫn là người một nhà. Ta sẽ bảo vệ cho con. Mình sẽ hỏi mọi người xem mình là cà rốt hay là ốc sên. Đêm mai hãy tập hợp tất cả các anh em, chúng ta sẽ tạo nhiều đường đi và phá nát cả khu vườn. Chắc chắn chúng sẽ không kịp trở tay. Cháu còn đứng đó làm gì? Mau vào nghe thủ lĩnh tiết lộ kế hoạch đi chứ. Trời ơi, mình giống y hệt bọn họ. Nghĩa là mình là ốc sên. Nhưng mình không thể để họ hàng phá nát khu vườn nơi mình đã sinh ra ở đó được. Ba, nguy rồi, mau dậy đi. Có chuyện gì vậy? Ba mau tìm bắt gà đi. Họ hàng nhà ốc sên đang có kế hoạch tấn công khu vườn. Con nói cái gì? Liệu nó có nói thật không? Không thể tin được một con ốc sên. Cháu nói thật. Nếu không, cháu sao dám gặp bắt gà để nập mạng cơ chứ? Xin bác đừng làm hại tính mạng của họ. Cháu sẽ bảo họ đi thật xa, tránh xa khỏi khu vườn. Thôi được, ta sẽ báo tin này cho cả đàn gà trong nông trại hợp sức giúp đỡ vào tối nay. Nhưng nếu người nói dối thì coi chừng đấy. Dừng lại ngay, lũ phá hoại này. Cứu, cứu với. Rút khỏi này mau, nhanh lên. May quá, khu vườn được cứu rồi. Cảm ơn các anh gà. Con là ốc sên chứ không phải là cà rốt ba ạ. Dù con là ai, con cũng chỉ biết rằng ta rất yêu quý con. Ba ơi, nhưng con phải đi. Khu vườn rất đẹp, nhưng nơi này không thuộc về con. Con sẽ làm hại mọi người. Con sẽ đi cùng họ hàng của mình và sẽ không để ai quay lại nơi này. Cảm ơn ba đã nuôi dạy con và bảo vệ con đến ngày hôm nay. Tạm biệt con, chú ốc sên bé nhỏ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.